thế lực nào trong đảng đang sử dụng Tổng Trọng làm đồ chơi trong cuộc chiến cung đình. Sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau nhiều tuần vắng bóng đã bất ngờ xuất hiện tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội, được nhiều người quan tâm. Nhưng ít người biết rằng đằng sau những tin đồn liên quan đến sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là câu chuyện về cuộc chiến cung đình trên thượng tầng của ban lãnh đạo Việt Nam. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự khai mạc kỳ họp bất thường của Quốc hội. Trong đó có những cá nhân và phe nhóm lợi dụng việc ông Trọng có vấn đề về sức khỏe là điều có thật. Họ muốn buộc ông Trọng phải rời bỏ vị trí đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phải nhả ra chiếc ghế quyền lực nhất của đất nước. Đó là ghế Tổng Bí thư. Còn những phe phái thân cận với ông Trọng đã kết hợp với những phe phái không ủng hộ ông vì một quyết tâm chung là ai là Tổng Bí thư cũng được, nhưng người đó không phải là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Đây là một câu chuyện không hề mới. Trước Đại hội Đảng khóa 12 từng có một khẩu hiệu tương tự đối với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và điều này đã đưa cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Ba Dũng về vườn để mà làm người tử tế, là một minh chứng cho thấy. Trong thời gian gần đây, giới thảo tin đã đưa ra các nhận định cho rằng Bộ trưởng Bộ Công an là nhân vật có quyền lực bậc nhất trong ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong khi đó, nhiều ý kiến đánh giá rằng nhân sự thay thế cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là điều chắc chắn sẽ diễn ra, thậm chí cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí thư đã được khởi động. Một số đánh giá nhấn mạnh nếu như trong trường hợp ông Trọng không tiếp tục thực hiện chức trách thì chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an là người có kinh nghiệm, đủ quyền lực, uy tín và phù hợp nhất để mà kế nhiệm. Thậm chí nếu không phải là Bộ trưởng Tô Lâm thay thế Tổng Bí thư thì có nguy cơ dẫn tới vỡ đảng. Giáo sư Vô Vinh từ Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á Thái Bình Dương vào ngày 12 tháng 1 đưa ra nhận định như sau. Các ứng viên có khả năng nhất để kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng trong vai trò Tổng Bí thư là Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội, Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Không có lửa thì làm sao có khói đây? Nội bộ của một chế độ độc tài thì luôn tồn tại những mâu thuẫn và sự tranh chấp quyền lực lẫn nhau. Nên thông tin về sức khỏe của Tổng Trọng bị rò rỉ ra bên ngoài, theo giới phân tích, đều nằm trong tính toán có chủ đích của các cá nhân cũng như các phe phái trong nội bộ của Đảng nhằm đánh phá, triệt hạ lẫn nhau để mà tranh giành chiếc ghế quyền lực này. Đó là lý do vì sao mới có chuyện dậy sóng, đồn đoán sôi nổi về sức khỏe của ông Tổng Bí thư trong những ngày vừa qua trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mạng xã hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khi đang còn quan hệ nồng ấm. Giới quan sát cho hay có những đồn đoán rằng ban lãnh đạo Bắc Kinh sẽ ủng hộ một nhân sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm được chọn là người thay thế ông Trọng trên cương vị Tổng Bí thư. Không phải vô cớ mà có tin cho biết, trong một động thái được cho là khá bất thường, vào ngày 9 tháng 1, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội bất ngờ tổ chức sự kiện khai mạc tập huấn công tác quân sự quốc phòng năm 2024. Theo giới quan sát, đây là một động thái cho thấy lãnh đạo của quốc phòng đang triển khai một kế hoạch chống đảo chính. Đáng chú ý là việc này diễn ra trước một ngày khi Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên bất ngờ sang thăm Việt Nam. Đồng thời, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác về an ninh chính trị giữa hai Bộ Công an Việt Nam và Trung Quốc. Việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bất ngờ xuất hiện sau nhiều ngày vắng bóng được truyền thông trong nước và ngoắc ngoài đưa tin. Từ video clip của báo Thanh Niên Online, người ta thấy ông Trọng đứng lên chào và đã phải bấu vào bàn và được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đỡ dậy. Tờ báo Đất Việt đưa tin cho biết Reuters, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh rồi mau chóng rời nghị trường trong phiên khai mạc. Theo đó, bản tin của Reuters dẫn lời nhân chứng cho hay, ngay sau bài phát biểu khai mạc của Vương Đình Huệ tại Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 15 tháng 1, ông Trọng được trợ lý cận vệ dìu ra khỏi phiên họp. Ông Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ứng viên số 1 cho chức Tổng Bí thư tại Đại hội 14, là người kế nhiệm do Nguyễn Phú Trọng lựa chọn. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật của tự nhiên, không ai có thể tránh khỏi. Cũng như việc ốm tha, già thải là quy luật của muôn đời. Vậy vì sao? Ai? Phe cánh chính trị nào trong Đảng Cộng sản Việt Nam đã ép ông Tổng Trọng phải xuất hiện trong kỳ họp quốc hội này, để rồi sau đó ông Trọng phải quay lại phòng ICU để tiếp tục được chăm sóc sức khỏe. Bất kể chuyện này có được đồng thuận hay Tổng Bí thư hay không, theo giới thạo tin, phe Nghệ An của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ muốn lợi dụng sự kiện này để dàn mặt Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Tuy nhiên, dù sao thì cũng không thể tránh khỏi điều tiếng và dị nghị của công luận khi công luận cho rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bị thế lực nào đó trong nội bộ đảng sử dụng làm đồ chơi trong cuộc chiến cung đình. Cũng xin nhắc lại,
Giới quan sát cho biết kỳ họp bất thường này của Quốc hội, người ta không thấy Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm xuất hiện. Phải chăng ông Tô Lâm cũng cảm nhận được ý đồ của Vương Đình Huệ và phe Nghệ An nên đã tránh mặt? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thế lực nào trong đảng sử dụng Tổng Trọng làm đồ chơi trong cuộc chiến cung đình? Vì sao Bắc Kinh sớm bộc lộ kế hoạch ủng hộ Tô Lâm thay Tổng Bí Thư? Cho thời điểm hiện nay, chuyện Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có vấn đề về sức khỏe phải nằm điều trị Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 Hà Nội nhưng không phải trọng bệnh là vấn đề khá rõ ràng. Trên mạng xã hội có hai xu hướng khác nhau, thậm chí là đối nghịch lẫn nhau. Xu hướng thứ nhất thì cho rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bị tái phát căn bệnh đột quỵ hồi năm 2019 tới mức ở tình trạng mê mê tỉnh tỉnh, thậm chí ở thể trạng nguy kịch. Xu hướng thứ hai thì cho biết Trọng ở mức chưa phải đến mức hôn mê mà chỉ ở mức cấp cứu tích cực. Ông Tổng Bí Thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Mới nhất trên trang Facebook Hậu Cung Đình tiết lộ, mình công chú ở quê năm nay 80 tuổi bị hen suyễn nhiều năm. Vừa rồi trời lạnh, chú mình dậy sớm bị nhiễm lạnh nên khó thở. Gia đình đưa chú mình vào viện lại phát hiện có khối u nhỏ trong phổi. Các bác sĩ nói cần xạ trị và loại thuốc mới. Chú vẫn nói và nghe nhưng cách ly do sợ nhiễm trùng không khí. Ai thăm chú hôm nay có thể nhìn qua kính. Chuyện này tình cờ trùng, không liên quan gì đến Tổng Bí Thư đương nhiệm nhé. Thông tin vừa kể trên cơ bản giống như các thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, giả thiết Tổng Trọng giả chết bắt quả để thử lòng đàn em được giới trí thức phản biện trung thành, thường xuyên nhắc tới với mục đích nhắc nhở những người không muốn mất 7,5 củ tiền phạt hay dính tội danh theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015. Câu chuyện lộng giả thành chân vẫn là một giả thiết đối nghịch với kịch bản giả bệnh, giả chết bắt quả. Gần như chắc chắn ông Trọng đã bệnh thật chứ không phải là đóng kịch. Điều đó đã được các hãng tin uy tín của phương Tây xác nhận. Theo giới quan sát, nếu ông Trọng bệnh thật là đúng thì giả thiết cho rằng đằng sau việc ông ngã bệnh có bàn tay của Bắc Kinh cũng khó có thể loại bỏ. Trong quá khứ cách đây không lâu, có không ít lãnh đạo Việt Nam từng phấn khích quá đà trong quan hệ với Trung Hoa Kỳ đều bị thân bại danh liệt. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12, ông Đinh Thế Huynh là một bài học tày liếp, cho nên lần này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Nhất là trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang xấu đi rõ rệt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đang còn nồng ấm. Giới thạo tin cho biết, giàn lãnh đạo có thể thế chân ông Trọng từ lâu đã được Bắc Kinh chuẩn bị chu đáo theo một kế hoạch đơn tuyến và bí mật tuyệt đối. Điều đó hoàn toàn phù hợp với chính đánh giá của người thạo tin khẳng định Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đang dựa vào Trung Quốc để nắm quyền lực cao nhất trong đảng. Vào ngày 10 tháng 1, Đài Á Châu Tự Do đưa tin Bộ trưởng Tô Lâm muốn Trung Quốc giúp đỡ duy trì vị trí cầm quyền tuyệt đối của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đài Á Châu Tự Do dẫn lời bản tin từ báo Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam cho biết, vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tiếp kiến Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Ông Trần Tư Nguyên sang Việt Nam lần này nhân hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, trong cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm đã đề nghị với lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như các cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ đối với vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều vừa kể chỉ là một trong muôn vàn các bằng chứng để chứng minh rằng từ lâu Bắc Kinh đã chuẩn bị một kế hoạch thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng một nhân vật thân Trung Quốc, thậm chí có thể là nhân vật sắt máu hơn việc duy trì chế độ toàn trị độc đoán của nhà nước Cộng sản Việt Nam vốn dĩ được đánh giá là một bản sao của Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bên phải và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Một câu hỏi đặt ra là đó là tại sao Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Quốc lại vội vã bộc lộ kế hoạch đưa Bộ trưởng Công an Tô Lâm kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng? Theo giới phân tích, ngoài lý do Tổng Trọng đã bước sang tuổi 80, tuổi cao sức yếu đã hết giá trị sử dụng, việc công khai ủng hộ Tô Lâm là một thông điệp chuyển tới các cá nhân trong danh sách tham gia cuộc đua giành ghế cũng như các phe nhóm chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay rằng hãy coi chừng, chớ trái lệnh
Thiên Triều. Cũng phải xin nhắc lại, vào đầu năm 2023, có tin cho biết, ở thời điểm đó, Bộ trưởng Công an Tô Lâm từng từ chối chiếc ghế Chủ tịch nước do Nguyễn Xuân Phúc để lại. Lý do thực sự là ông Tô Lâm muốn chờ thời để thay thế cương vị Tổng Bí thư của ông Trọng, chứ không muốn giữ chức Chủ tịch nước được cho là hữu danh, vô thực, nặng thần nghi lễ mà không có quyền hành. Điều đó có nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo Bắc Kinh hay không? Tờ Thời báo .d sẽ gửi tới quý vị câu trả lời trong chương trình lần sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Bắc Kinh sớm bộc lộ kế hoạch ủng hộ Tô Lâm thay Tổng Bí thư Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn